Ai bánh chưng bánh giò. Bộ sưu tập Đêm Sài Gòn vừa được giới thiệu trong chương trình Tà Áo Việt. Trên nền đen mềm mại của những chất liệu quen thuộc, nhà thiết kế Việt Hùng đã thỏa sức sáng tạo với nhiều họa tiết khác nhau, tạo nên điểm khác biệt, thu hút cho mỗi thiết kế giống như những ánh đèn đa sắc soi rọi trên những con đường đêm của thành phố. Sài Gòn về đêm cho ta những giây phút lắng đọng hiếm hoi của một thành phố sôi động, trẻ trung, cho ta cái thư vị tràn trề để cảm nhận vẻ đẹp của những người phụ nữ ăn vận áo dài dập dìu trên những góc phố. Sự phối kết chất liệu ren ở phần cánh tay và chuỗi ngọc sang trọng đã tạo nên hình ảnh kiêu kỳ, thanh thoát cho các mẫu thiết kế, gợi nhớ đến dáng hình của những quý cô Sài Gòn những năm 70 đầy quyến rũ trên những con phố nổi tiếng một thời. Thank you.
từng chân đến